người. Và lăng chỉ có một thôi, bắn nhiều đạn quá nhưng không sao, có mạng là được, vẫn double kill ở hai bên. Ơi, nó double kill cho Origami. Đây gọi là khoanh vùng vị trí của nó, là cái gì? Last Legend. Và điều này chúng ta sẽ phải gọi tên của PM dây đến Vitek làm DCM bắt được luôn. DCM bắt được ai? Một bên này cứu được. Ô, cứu được. Tôi nghĩ là David cứu được. Dây leo. Cứu được. Cây họ có nhận ra không những tôm. Thế này là vào A rồi. Stack ai cống ư? Lăng nhăng quá. Phải hạ được hiếu mèo ở đây. Mèo 1 và 2. Thôi xong rồi. Cơ hội vẫn đang là còn dành cho đội hình của Ranking Esports. Destroy bắt được một người và đưa về 1v1. KT15 yếu lắm rồi. KT15 rất yếu. Destroy phải thắng. Còn nếu Destroy mà thua. Đừng phô nữa. Đừng đấu nữa Destroy ơi. Hạ rồi. Xuống đây rồi. Có 2, thế là đủ rồi. Game ở đây, xong. Lớn rồi, Ranking liên tục là bắt người và đã bắt đi một người của DK. Chạy leo cũng phát hiện ra. Cảm ơn các đêm lắm. Các đêm lắm, một mạng. Trên cầu có sự hỗ trợ của Game Beat, chả được gì phải ngại cả. Sự núi lượng trong tình huống này được phát xảy ra vào ICU. Có phần thứ hơn rồi. Đây rồi. Rất nhanh chóng rồi. Họ làm được cầu chơi một vài tăng tăng áp xuống. Đây là câu chuyện thì DK vẫn có thể xử lý được. Mai ca, Leo đã tiếp cận về. KT15 vẫn bắt được tên một người. KT15